quý vị, đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, thời gian qua tổ chức đoàn hội tại thành phố Đà Nẵng đã quan tâm hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, vươn lên ổn định cuộc sống. Tháng 7 vừa qua, anh Võ Chiến Công, trú tại thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, đã được Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100 con gà giống để tiếp tục phát triển chăn nuôi hộ gia đình. Xuất thân từ nhà nông, anh Chiến cũng mong muốn vươn lên từ chính mảnh đất quê hương mình. Hôm nay thì em nhận được một số gà giống của thành phố hỗ trợ thì em rất là vui để triển khai phát triển thêm cái vườn kinh tế trong gia đình, để thu nhập thêm kinh tế để phát triển tốt hơn. Theo ghi nhận, hiện ngày càng có nhiều thanh niên nông thôn tích cực phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, tận dụng ưu thế cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp xanh, sạch đang tăng nhanh. Nhiều mô hình nông nghiệp tại Hòa Vang do thanh niên làm chủ thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Một số mô hình mang lại kinh tế khá cao, cải thiện đáng kể thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hiện nay thì mô hình Hòa Vang thì đang hướng tới đối lại các đối tượng mà thanh niên khởi nghiệp tại nông thôn. Thì các bạn này khởi nghiệp từ chính những cái sản phẩm tại nổi tiếng tại Hòa Vang như là cá thác lát hoặc là trứng cút Hòa Phước v.v. Bên cạnh đó thì các bạn trên cơ sở là gia đình thì cũng có truyền thống một phần mà các bạn cũng tự tìm tòi học hỏi thêm những kinh nghiệm sáng tạo thêm. Thì hiện nay thì Hòa Vang cũng tương đối với lại cái mô hình thanh niên khởi nghiệp thì có một số cái mô hình nó cũng đang ở cái giai đoạn là nó đã phát triển rồi và các bạn cũng đã tạo ra những cái thu nhập cho bản thân và cái sản phẩm của bạn thì cũng đã được biết một số người dân địa phương thì biết đến và cũng như là cũng đã được một số siêu thị là đặt hàng. Nhằm có những phương án hỗ trợ kịp thời cho thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, thời gian qua Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chuyến thăm, khảo sát các mô hình thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới thì bên cạnh việc hỗ trợ về các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc phát triển kinh tế, một số cái mô hình thanh niên phát triển kinh tế thì thành đoàn cũng vận động các cái nguồn lực để mà hỗ trợ cho những cái thanh niên có những cái dự án, những cái công trình mà có đang phát triển ở địa phương. Thì qua đó thì cũng nhằm để cho thanh niên có cái điều kiện trong việc phát triển kinh tế cùng với lại gia đình. Thực tế cho thấy bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp đoàn hội, yếu tố quan trọng trong khởi nghiệp nói chung, nhất là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, chính là ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, sự kiên trì nhẫn nại, sức sáng tạo. Đặc biệt, hàm lượng chất xám trong các sản phẩm mô hình nông nghiệp mới phải có sức cạnh tranh thích ứng tốt với nhu cầu của thị trường hiện nay. Có như vậy mới có thể kêu gọi, huy động nguồn vốn hỗ trợ một cách hiệu quả.